Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh mở cửa hoàn toàn theo quy định, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch phải xây dựng và tổ chức triển khai phương án phòng chống dịch COVID-19 trong đón và phục vụ khách. Vấn đề này đã được các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai, tạo sự yên tâm cho du khách khi đến du lịch tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khu nghỉ dưỡng này, quy trình đón và phục vụ khách đã được xây dựng một cách bài bản. Khách sạn bố trí khu vực riêng để xử lý các sự cố y tế trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời bố trí một khu vực riêng biệt đảm bảo các điều kiện về y tế theo quy định để tiếp nhận điều trị F0 thể nhẹ. Chúng tôi xây dựng quy trình phòng chống dịch dựa trên hướng dẫn của Sở Du lịch, đồng thời thiết lập thêm một số biện pháp phòng tránh dịch riêng. Chẳng hạn như trong khu nghỉ dưỡng có bác sĩ, nhân viên được đào tạo để có thể xử lý tốt khi khách bị nghi nhiễm, báo cáo với cấp trên và hướng dẫn đưa khách đến nơi an toàn để làm xét nghiệm cả cho khách nội địa và khách quốc tế. Chúng tôi cũng thiết lập khu vực chức năng khi có ca mắc COVID-19. Đối với những ca khẩn cấp, chúng tôi còn trang bị phòng cách ly tại một khu riêng biệt hoàn toàn với các khách khác. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho du khách, Sở Du lịch Đà Nẵng đã hướng dẫn chi tiết đến các cơ sở kinh doanh lưu trú và tổ chức nhiều buổi tập huấn tuyên truyền về quy trình đón và phục vụ khách, quy trình xử lý sự cố y tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khi có trường hợp khách mắc COVID-19 và xem đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và du khách khi mở cửa du lịch. Thành phố Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện để về y tế, về chuẩn bị về mặt đảm bảo an toàn cho khách để mà chúng ta có thể chủ động triển khai phục vụ khách tốt nhất. Sở Du lịch Đà Nẵng cũng sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú trên địa bàn. Các trường hợp hoạt động nhưng không xây dựng triển khai phương án phòng chống dịch sẽ kiến nghị tạm dừng hoạt động cho đến khi chuẩn bị xong các phương án. Tất cả hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn điểm đến, qua đó giúp du khách enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng khi đến với thành phố trong giai đoạn hiện nay.